Um, xin chào mọi người chào mừng mọi người đã đến với channel của mình và bây giờ mình sẽ làm về số đặc biệt dành cho mùa valentine và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với bạn dành cho những bạn thuộc nhóm cung nước đó là sông ngư cựu giải bò cạp các bạn có thể xem theo cung mặt trăng mặt trời cung mọc sao kim hoặc là nhà thứ bảy của mình và đây sẽ làm bài dự đoán dành cho các bạn đã có đối tượng hoặc là đang trong một mối quan hệ để xem rằng là trong mùa valentine này điều gì sẽ đến với các bạn đầu tiên á là mình cảm nhận được đối với những bạn mà các bạn sẽ có một cái sự thay đổi một cái sự cải thiện rất là lớn trong cái mối quan hệ của bạn hoặc đối với những bạn mà đã có đang trong mối quan hệ hoặc là những bạn đã có đối tượng rồi đầu tiên là các bạn có lá hai lá này rất là hai lá rất là đẹp đó là lá engagement và the situation will improve có nghĩa là nếu như mà hiện tại bây giờ các bạn vẫn còn đang trong cái giai đoạn như là các bạn gây gỗ các bạn có vấn đề với nhau và các bạn cảm nhận được rất là chán nản hay là cái gì đó thì dưới cái năng lượng của mùa Valentine này á các bạn sẽ cái tình cảm của các bạn sẽ càng thêm kháng khích sẽ càng thêm gắn bó và những cái giai đoạn hay là những cái tình huống mà các bạn cảm thấy như là khi mà hai bạn không thể nào hiểu nhau được hoặc là có vấn đề gì đó thì cái tình huống hoặc là cái trường hợp đó sẽ được cải thiện còn đến đối với những bạn mà đang trong có một cái đối tượng nào đó và các bạn vẫn chưa ở trong một mối quan hệ chính thức hoặc là các bạn vẫn đang đang trong mối quan hệ mập mờ á thì trong mùa Valentine này các bạn sẽ có một cái sự cam kết với nhau và nếu như mà các bạn đang mong đợi giống như là hiện tại như là các bạn vẫn còn đang tình trong như đã mặt ngoài còn e các bạn vẫn còn đang trong một mối, mối quan hệ rất là mập mờ thì chắc chắn rằng các bạn sẽ có một cái sự cam kết cho nên á đều và ở đây á các bạn có lá the dead và the world có nghĩa là nhưng mà thật sự trong cái trải bài của các bạn á lá the dead và the world nó không hề xấu như là các bạn vẫn nghĩ nó giống như là cái việc rằng cái sự kết thúc hoặc là cái chương một cái điều gì đó nó rất là tệ nó đã đến hồi kết thúc rồi và thật ra cái sự đờ đét nó nó còn mang ý nghĩa có nghĩa là từ cái sự kết thúc hoặc là từ những cái nền tảng cũ thì từ đó sẽ sinh ra một cái mới một cái điều gì mới và trên đó thì cái điều mới đó nó sẽ càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng tuyệt vời hơn nữa cho nên khi mà lá đời Dead này xuất xuất hiện các bạn đừng nên quá lo sợ và tiếp theo là các bạn có lá transformation có nghĩa là một cái sự chuyển hóa thì có thể những cái điều bấy lâu nay á trong cái mối quan hệ của các bạn nếu như mà các bạn đang có rất là nhiều vấn đề với nhau các bạn thường xuyên cãi vã hay là các bạn thường xuyên có một cái điều gì đó không hợp hay là các bạn cảm nhận được là chúng ta đã có một cái khoảng cách dường như là hai bạn không thể nào đến gần với nhau hơn được nữa các bạn có quá nhiều sự hiểu lầm và các bạn cứ nghĩ rằng là mình sợ rằng là một ngày nào đó cái mối quan hệ này sẽ không thể nào được níu giữ được trở lại hay là chúng ta có rất là nhiều cái điểm không còn tương đồng không còn cảm thấy hợp nhau nữa thì những cái tình huống đó nó sẽ kết thúc và cái transformation đây nó sẽ là một cái sự chuyển hóa rất lớn dành cho cái mối quan hệ của bạn và thật ra tất cả những cái điều mà các bạn gặp đến hay là cái gì á thì các bạn um, cần phải cất lên tiếng nói của mình các bạn có lá hot to hot conversation và and lá pro cái lá này ở đây á là nó mang ý nghĩa rằng những cái điều mà các bạn cất giấu ở bên trong lòng của mình thì đã lúc các bạn cần phải nói lên cái the voice hay là cái tiếng nói riêng của mình và hot to hot conversation ở đây thì thật ra là nó cái ý nghĩa của nó quá rõ ràng rồi có nghĩa là có thể đối với các bạn á các bạn hiện tại bây giờ trong mối quan hệ của hai người hoặc là giữa bạn và cái đối tượng còn lại các bạn cảm thấy dường như là mình đã có khoảng cách với nhau hay là mọi chuyện nó không còn được như xưa nữa thì đã lúc các bạn nên có những cái cuộc đối thoại hay là những cái cuộc ngồi lại và để các bạn có thể xây dựng những cái cảm xúc lại từ đầu và đôi khi đó, im lặng nó sẽ không phải là tất cả và có một số trường hợp các bạn giống như là sẽ có suy nghĩ giống như là nếu như mà người ta muốn hiểu thì người ta đã hiểu lâu rồi và nếu như mà người ta cố tình không hiểu thì mình cũng không cần phải lên tiếng giải thích nhưng mà thật sự đôi khi mọi việc á nó cần phải có cái sự mở lời từ cả hai phía ở đây mình sẽ nhấn mạnh nha là cả hai phía và khi mà chúng ta có sự đối thoại hoặc là sự mở lời với nhau á thì biết đâu được rằng những cái mà mình thấy hoặc là những cái mình suy nghĩ á nó đều là những cái gì đó sự hiểu lầm và khi mà mình cất lên tiếng nói của mình á thì mọi hiểu lầm có thể được xóa tan và mình có thể thấu hiểu nhau hơn thì sao cho nên là các bạn đừng quá lo lắng và lá Sacro ca này đó, Có nghĩa là I want những điều bạn muốn Và hãy tập trung vào những cái điều đó Và tất nhiên mình cảm nhận được ở đây Những cái bạn muốn có nghĩa là Bạn không muốn có một cái long distance Một cái khoảng cách quá xa như vậy Và bạn muốn rằng hai người có thể có Nhiều khoảng thời gian hoặc là có thể được Ở bên cạnh nhau hoặc là được gần nhau hơn Cho nên là ở đây bạn có lá đông let rise get into your way Là đừng để cái bạn ngã Hay là đừng để cái ego của bạn giống như là cái sự tự tôn hay là một cái gì đó do bạn có cái gì đó cái sự tự tôn quá cao cho nên là nó vô tình tạo nên cái hàng rào ở đây á, mình sẽ không khuyên rằng là, là, là các bạn phải nhúng nhường hoặc là các bạn phải từ bỏ giá trị của mình để có thể có một sự kết nối hay là một sự níu kéo nhưng mà đôi khi các bạn cần phải phân biệt rõ ràng giữa cái việc là tự cao và cái việc hạ thấp giá trị á nó hoàn toàn khác nhau. Và nếu như mà bạn cảm nhận được rằng cái mối quan hệ này của bạn á là một cái mối quan hệ mà để bạn xứng đáng nắm giữ thì đã lúc bạn cần phải bộc bạch những cái cảm xúc của mình ra. Và cảm xúc ở đây không phải là để cho đối phương biết hoặc là đối phương hiểu rõ rằng là bạn đã có tình cảm hay là những cái cảm xúc của bạn đang bị phụ thuộc cho người ta và để người ta coi thường mà đó chính là cái cái thời điểm mà để bạn và họ cả hai cùng có những cái thời điểm um, thời gian để xây dựng cái tình cảm dành cho nhau nhiều hơn và khi mà bạn đã làm hết tất cả mọi thứ rồi á thì hãy để mọi trời xanh an bài bạn có lá let go and flow có nghĩa là hãy tận hưởng cái khoảng thời gian ở hiện tại này giống như là bạn thấy hình ảnh của cô bé này không cô bé này rất là tung tăng và sau cơn mưa thì sẽ luôn có cầu vòng và sau cơn bão thì tất nhiên là trời lại sáng cho nên là không có gì phải quá lo lắng cả và mình hãy cứ tận hưởng những giây phút ở hiện tại và khi mà mình làm được điều đó rồi á, thì những cái năng lượng tích cực nó sẽ luôn lan tỏa xung quanh mình tại vì mình không quá lo lắng hay là mình không cố gắng điều khiển hay là control mọi thứ và khi mà mình làm được như vậy á, thì cái mối quan hệ của hai bạn sẽ càng có một cái sự gọi là sự phát triển nhiều hơn giống như là khi mà bạn càng lo lắng quá nhiều á thì cái khoảng cách hay là cái bầu không khí của hai người sẽ càng xa lạ sẽ càng giống như là không ổn định và khi mà bạn đang cố gắng vui vẻ bạn hoạt bát á hay là bạn biết yêu thương bản thân mình bạn biết yêu đời bạn nhìn mọi thứ bằng một cái khía cạnh khác thì cái khoảng cách này nó có thể được rút gắn lại và giống như là nãy giờ mình nói chắc chắn rằng cái thông cái năng lượng mùa valentine này của bạn á nó sẽ rất là tốt và những cái điều mà thử thách dành cho hai bạn á nó sẽ làm cho cái mối quan hệ này hoặc là cái sự sự kết nối này á nó càng thêm khăng khít hơn và cái tình huống này nó sẽ improve nó sẽ được cải thiện rất là nhiều cho nên đối với những bạn mà các bạn vẫn còn đang rất là buồn và các bạn đang rất lo lắng á, thì hãy nghĩ rằng đây là một cái điều transformation một cái sự chuyển hóa trong mối quan hệ của các bạn và những gì những cái điều tiêu cực hay là những cái điều mà không vui hay là những cái sự hiểu lầm á đã lúc cần phải ra đi để các bạn có thể thấu hiểu nhau hơn và để các bạn có thể cất lên tiếng nói của mình và những cái điều mình muốn I want những cái điều mà mình thật sự mong muốn trong mối quan hệ này như thế nào và The Hero đây nó không có nó còn mang một cái ý nghĩa nữa Đó chính là thật ra thì người đó vẫn rất là tôn trọng Và vẫn xem bạn như là một cái người gì đó à, Mình không biết chính xác là phải diễn tả cái từ này trong tiếng Việt như thế nào Nhưng mà là một người rất là đặc biệt Và người đó thật sự rất là tôn trọng bạn rất là nhiều Cho nên là các bạn thay vì hãy để những cái điều mà mình thấy, mình nghe Một cái gì đó từ một ai đó khác hoặc là các bạn có những cái sự hiểu lầm á thì đã lúc các bạn cần phải nói chuyện lại với nhau và không phải là để trách móc hay là trách cứu nha mà là để nhìn nhận những cái điều đã xảy ra trong quá khứ và để chúng ta cải thiện và để cuộc nói chuyện là để xây dựng để mối quan hệ này càng tuyệt vời hơn nữa và đó là thông điệp dành cho những bạn thuộc nhóm nước sông ngư gửi giải hòa cạp cho những bạn đã có đối tượng hoặc là trong một mối quan hệ và mình đã xong trả bài của ngày hôm nay rồi và để nhận thêm thông báo khi có video mới mọi người thì nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo